Bồ bếp đó bồ. À, thôi đi, con giờ này nó cấp đi. Vợ con nữa. Vô nè. Vô. Em sẽ đồng ý ký với một điều kiện là anh hãy dành 7 ngày bên cạnh em. Hay là thôi mình không ký nữa ha.
Dạ, hai anh chị cần giúp gì ạ? Cái phim nãy dễ thương quá anh ha. Trời ơi, mấy con cún đó, con nào nó cũng dễ thương gì đâu á. Em coi phim đó xong em nhớ tới Lu quá à. Phải chi giờ mà Lu còn sống chắc là vui lắm anh ha. Vô đây đi. Chị muốn chụp như thế nào? Đẹp. Chào anh. Chào. Em nghĩ cái này nên thuộc về anh. Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi hóa trị, cũng hơi đau một chút. Nhưng mà ba với mẹ và em trai thì khóc rất là nhiều. Mình thấy nhớ anh. Hôm nay là ngày thứ năm và cũng là lần hóa trị thứ hai của mình. Tóc mình đã rụng khá là nhiều. Mình nhớ anh từng nói là rất là thích nhìn tóc của mình. Mái tóc dài và ống mượt. Dù như thế nào thì cũng không được đi cắt tóc. Rất nhớ anh. Hôm nay là ngày thứ 13 mình hóa trị. Tóc của mình đã rụng rất nhiều. Nên mình quyết tâm cạo trọc luôn. Bác sĩ nói với mình là khi mình ngừng hóa trị thì tóc sẽ mọc dài lại. Mình
Mình hy vọng tới lúc đó mình sẽ tìm gặp lại anh. Mình nhớ anh nhiều lắm. Hôm nay là ngày thứ 18 hóa trị. Mình đã được truyền cả hai tay và tiêm cùng một lúc ba loại thuốc. Một loại thì làm buốt lệch cả mông trái, còn một loại thì làm ngứa sực hết cả người. Loại còn lại thì làm nóng hết cả người. Ba vừa nhìn thấy mình thì bật khóc. Nếu như lúc này có anh ôm mình vào lòng thì tất cả cơn đau của mình sẽ tan biến hết. Ngày thứ 27. Nhớ lần đầu tiên khi mới hay tin mình bị ung thư, mình như chết lặng. Mình không muốn anh biết sự thật này, nên mình thay đổi những viên thuốc vào lọ vitamin. Mình rất muốn nói với anh, nhưng rồi lại thôi. Bác sĩ đã nói với mình sẽ có 7 ngày trước khi tiến hành hóa trị. Nhưng mình chỉ có 5 ngày thôi. Viên thuốc giảm đau đã không còn tác dụng nữa. Mình bắt buộc phải hóa trị sớm. Mình đã dặn ba mẹ và bạn bè không cho anh biết. Hôm nay mình rất nhớ anh.
hay là thôi mình không ký nữa ha. Alo, tao nghe. Thuốc này mày lấy từ đâu? Trong tủ thuốc của vợ tao á. Vợ mày dùng thuốc này bao lâu rồi? Tao cũng đâu có biết. Đây là thuốc giảm đau dành cho người ung thư giai đoạn cuối. Khi tôi biết vitamin là gì, thì đó cũng là lúc em sắp rời xa tôi. Cái chạm tay của em làm anh đau nhói. Anh phải chịu đựng như thế nào khi em ra đi? Cô gái của tôi đang chết dần chết mòn. Tôi phải làm sao đây? Có phải em muốn lưu giữ những khoảnh khắc lúc này của em đúng không? Anh không muốn phải diễn vở kịch này nữa. Chẳng bao giờ anh về với em đâu. Không phải bởi ngăn sông cách núi, không phải bởi tình yêu em tàn lụi, mà bởi vì em nhỏ bé mong manh. Chẳng bao giờ anh về với em đâu. Không phải bởi trái tim em thay đổi, không phải bởi tình yêu em tàn lụi, mà bởi vì anh sương khói niềm tin.